Mến chào các bạn. Hơn phân nửa gia tài âm nhạc của nhạc sĩ Lam Phương để lại cho đời là nhạc tình. Có nhiều bài ghi lại cảm xúc của chính tác giả với một đối tượng nào đó. Nếu ta chỉ nghe nội dung có khi không hiểu tại sao người ta yêu nhau rồi chấp nhận, chia tay và luyến tiếc nếu tác giả không kể lại. Chẳng hạn như bản nhạc có tựa đề là Phút Cuối Sau Đây. Theo trang Nhạc Vàng Bolero kể thì nhạc sĩ Lam Phương đã có thời yêu say đắm cô ca sĩ Hạnh Dung trong Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung ương. Tưởng cũng nên chia sẻ với các bạn một chút về văn nghệ miền Nam thời chinh chiến. Lúc bây giờ, quân lực Việt Nam Cộng Hòa có những đoàn văn nghệ ở nhiều cấp khác nhau, chuyên lưu diễn ở các tiền đồn và nơi đóng quân của những đơn vị xa Sài Gòn. Trong đó, Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung ương là đoàn văn nghệ lớn nhất. Trong bối cảnh ấy, nhạc sĩ Lam Phương đã sáng tác một số bài để ghi lại cuộc tình nhiều chao đảo giữa ông và ca sĩ Hạnh Dung. Trong đó có bài Đêm Cuối, ghi lại cảm xúc một lần đoàn đi lưu diễn ở đảo Côn Sơn, mà sau đó Hạnh Dung về lại Sài Gòn, còn nhạc sĩ Lam Phương phải nán lại ở hải đảo vài hôm. Tấm hình nền hôm nay chuột sưu tầm trên mạng là cảnh một cặp tình nhân bên nhau nhìn ra biển khơi xa xôi trước khi chia tay. Hai tấm ảnh nhỏ là kỷ niệm của chuột trên Đà Lạt. Bây giờ mời các bạn nghe nhạc phẩm Phút Cuối của nhạc sĩ Lam Phương với hòa âm và karaoke của Kim Quy nha. Chỉ còn gần em một giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về vui với đời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Núi trời lòng lòng chiều mưa nhớ ai, biển xanh vẫn xanh người đi sao đành. Để trong giấc mơ hồn anh thất thờ, em ơi bao giờ mới được gần nhau. Biết chi một đêm, tha thiết chi một đêm, rồi xa nhau ngàn trùng. Lệ này cho em, hay lệ này cho anh, khi mong ước không thành. Ngày buồn còn bao lâu, hay muôn đời nuối tiếc, đêm cuối cùng bên nhau. Biết em sẽ buồn, vì thuyền anh sẽ rời bến. Biết em sẽ buồn, vì mình chẳng có ngày mai. Nếu ngày nào tình ta đã phai, ngày vui của em cùng ai trên đời, là hôm tiễn anh về nơi cuối trời. Em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi. Bạn đang nghe nhạc phẩm Phút Cuối của nhạc sĩ Lam Phương với hòa âm và karaoke của Kim Quy. Chúc các bạn một ngày sinh hoạt vui vẻ, bình yên. Hôm nay ở nơi ở chuột ở nóng quá, thành hát nhạc tình cho nó nguội xuống.
biết chi một đêm, tha thiết chi một đêm, rồi xa nhau ngàn trùng. Lệ này cho em hay lệ này cho anh, khi mộng ước không thành. Ngày buồn còn bao lâu, hay muôn đời nuối tiếc, đêm cuối cùng bên nhau. Biết em sẽ buồn vì thuyền anh sẽ rời bến, biết em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Nếu ngày nào tình ta đã phai, ngày vui của em cùng ai trên đời, là hôm tiễn anh về nơi cuối trời. Em ơi bao giờ nhớ thương ngày nguôi, là hôm tiễn anh về nơi cuối trời. Em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi. Phút cuối, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.